căn cũng như ông bà chuyển về. Dạ. Thì vui thì thôi, buồn xuống sông mình neo nước, hầm xuống sông mình lặn nước á. Tới năm 16 tuổi đó, thì bắt đầu đi về núi, chuyển đi về núi, nó không ấm nữa. Dạ. Gặp cái thầy đó, rồi ông dỡ xác. Dạ. Rồi xác lệnh cho rồi cúng ra nội thế. Dạ. Còn có khi xưa đi cúng bệnh ra đó, có khi buông ra rồi ăn cơm con. Trời ơi. Có khi rồi ăn đồ sống luôn. Bánh kẹo, quả, bồ hồn á, chụp nó ra, cái lần nó ra ngoài ăn. Buông cái xác cái gì đó lại. Con cháu người ta lo liệu. Dạ. Bắt đầu sức ra rồi phú nực nằm á. Dầu tửa luôn. Quỳnh Trung xin được phép mến chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Quỳnh Trung đang có mặt tại con sông Cái Lớn của tỉnh Kiên Giang. Vừa rồi Quỳnh Trung đến đây thì nghe bà con ở đây chỉ có chia sẻ về một vị sư có đôi mắt âm dương của chú anh chị. Sư có thể nhìn thấy được phần âm và có thể giúp bà con ai bị quấy rối hay là gì đó trong công việc hay là gia đạo mà có điều gì đó trắc trở thì khi mà mời sư đến, sư cúng kiến đều qua khỏi hết của chú anh chị. Thì hiện tại sư đang tu tập tại ngôi Tam Bảo của mình. Và để hiểu rõ về sư, để cho bà con mình biết, thì Quỳnh Trung mời cô chú anh chị với bà con mình theo dõi video ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay anh em con có dịp đi qua khu vực ở đây thì, con nghe bà con khu vực này cũng chia sẻ khá là nhiều về sư, về những cái câu chuyện ly kỳ là sư giúp bà con mình ở khu vực này rất là nhiều, về cái phần mà giải những cái phần căn rồi này kia đó. Nhưng mà trước khi hỏi tới cái phần đó thì anh em con cũng muốn xin phép sư là bắt đầu từ đâu mà mình tu tập rồi mình lại có một cái cơ duyên đến với cái tu hành này sư ạ? Như sư hồi nhỏ, hồi 6 tuổi rồi bệnh rồi. Dạ. Bệnh tới năm 12 tuổi nó mới đã đỡ lại. Tới năm 16 tuổi rồi nó mới khỏe, mới hấp. Dạ. Rồi sư làm thầy. Dạ. Thầy bên tâm linh đó. À, làm thầy bên tâm linh luôn hả sư? Dạ. Cứu bệnh đó. Dạ. Rồi tới năm 21 tuổi, bắt đầu 9 tuổi bắt đầu theo ông thầy nữa. Theo ông thầy đi tụng đám ở sớm á. Dạ. Tập sự như theo ổng. Rồi tới năm 21 tuổi rồi ông thầy ổng giao đứng đám. Dạ. Mình sư làm tới giờ luôn. Dạ. Tới năm 20 chưa tới năm 2009 nó trở về chùa Minh Long. Dạ. Ngày thọ giáo ông hòa thượng mến. Dạ. Rồi ổng làm cho giấy tờ tới năm 2015 thì ổng làm cái bàn thì theo. Dạ. Vậy là sư cũng có giấy tờ xác nhận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hả sư? Dạ, thì phía trên cửa sổ đó cô chú anh chị mình thấy là cái bằng tỳ kheo của sư. Dạ, thì không biết là hiện tại sư ở đây rồi mình giống như là tuy là tu nhưng mà về cái phần mà kinh tế rồi nãy kia thì sao thưa ạ? Đó, sư đi cúng đám. Thầy hỷ cô bác mình cho nhiêu thì sư xài nhiêu. Dạ. Vì tự túc tu Tam Bảo. Dạ. Vì là cái ngôi Tam Bảo này đây là nhà của sư luôn á. Ở nhà luôn. Dạ. Thì để anh em quay cho cô chú anh chị mình xem cái ngôi Tam Bảo của sư. Dạ, vì hồi nãy sư nói là sư chở về đây thì cũng được mấy năm rồi sư ha? Mấy năm rồi. Dạ, trước kia là mình ở chùa nào sư? Trước kia thì ở tại gia, ở nhà. Dạ. Nó ở nhà. Dạ. Rồi đi tụng đi theo ông thầy ổng ở xóm ông cũng đám á. Dạ. Rồi theo ông tập sự. Dạ. Tới năm 21 tuổi thì ổng đứng rồi ổng giao đám, tới giờ làm tới giờ luôn. Dạ. Nhưng mà nãy sư nói có cái chi tiết là lúc mà 6 tuổi gì đó là sư bị hành căn rồi. Hành tới năm 12 tuổi nó mới tỉnh tuần lại. Dạ. Mà trong khoảng thời gian hành căn đó là như thế nào sư có thể chia sẻ cho quý bà con với cũng như hành căn cũng như ông bà chuyển về. Dạ.
vui thì thôi, buồn thì buồn, xuống sông mình neo nước, hành xuống sông mình lặn nước á. Dạ. Nhưng mà lúc đó là chị mới có 6 tuổi rồi hả sư ha? 6 tuổi. Dạ. Thì tới cái giai đoạn mà năm mấy tuổi thì sư mới hết cái... Tới năm 16 tuổi đó, thì bắt đầu đi về núi, chuyển đi về núi, nó không ấm đó. Dạ. Gặp cái thầy đó, rồi ông rửa xác. Dạ. Cung cấp xác lệnh cho rồi cuốn vào nội thế. Dạ. À, nãy đoạn đầu thì con có nói với là bà con cũng có chia sẻ là sư có một cái giống như là giải hạn rồi giúp giúp những cái phần căng mà giống như là căng phần rồi về đó, giống như là bị giống như sư lúc nhỏ nhưng mà chưa có biết cách rồi đó, thì sư sẽ giúp cho họ khuyên người ta đi tu. Dạ. Vậy là có nghĩa là sư giống như là dùng cái từ là sư là có đôi mắt âm dương, ví dụ như người nào mà bị hành căn hay là ma quỷ gì đó quấy rối là sư đều nhìn thấy là biết hả sư? Đó, bề trên chuyển cho biết được. Dạ. Mình thấy biết. Dạ. Ví dụ như là sư đi ngoài đường như vậy thì sư có nhìn thấy không được không sư? Mình thấy mình đâu có lộ làm chi. Dạ. Mình thấy cho nó biết thôi, mình đâu có lộ làm chi. Dạ. À, có nghĩa là sư nhìn thấy được nhưng mà sư không có tiết lộ. Hoặc có khi đi nhà tới nhà đi tới 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 chỗ cúng người ta đó. Dạ. Mà thấy cũng biết mình đâu lộ chi. Có khi người ta tin không tin mình nó khó. Để ai muốn gì tâm bảo. Dạ. Nhưng mà trước đây khi mà sư làm cái việc đó thì bà con khu vực ở đây mà người ta có tin tưởng sư chưa? Cái việc mà lúc mà sư mới về mà sư nói là hành căn đồ gì đó sư? Mới về đây ta chưa biết đâu. Dạ. Hồi xưa thì ở ngoài kia là người ta biết. Dạ. Rồi sau này là sư về đây rồi giống như là chỉ làm về đây chỉ biết, biết ông thầy đi tụng đám thôi. Dạ. Hồi nãy giờ trò chuyện với sư mà anh em con chưa hỏi là không biết là pháp danh của sư là gì sư? Sư là pháp danh Thiện Ngộ. Thiện Ngộ. Dạ. Vậy là sư là thích Thiện Ngộ sư thích ha? Thiện Ngộ. Dạ. Ở đây thì sư Thiện Ngộ là tu tập một mình đó, rồi hàng ngày thì cái tài chính của sư là cái về cái việc mà đi cúng đám, thì cúng đám thì bà con mình biết rồi đó, thì nói chung là cái chuyện đó mình không có nói được giống như là có hay là không có gì, thì đối với là sư Thiện Ngộ thì nó cũng không quan trọng hết sư ha. Dạ. Xưa anh em con cũng tò mò là trong những lần mà sư đi giúp bà con mình giải cái phần căn á sư, thì có cái trận nào mà sư gặp những cái ca khó hoặc là gặp những cái vong linh mà họ không chịu hợp tác không sư? Chưa, bằng đâu nó hết đó chứ, chưa gặp tới đó. Dạ. Ý con hỏi là giống như là khi mà lúc sư trực tiếp để mà cúng hay làm gì đó thì sư có thấy những cái hiện tượng lạ là ngay lúc đó luôn không sư? Cúng thì nó cúng cho nó ăn rồi nó hết. Dạ. Cúng bánh kẹo. Dạ. Ở cô hồn ra kỳ chú. Dạ. Chú những cái xanh. Dạ. Tự động mình trong này nó lên đó. Dạ. Còn những người mà bị kêu bằng bị nhập đó thì lại sư ở đây thì mình làm cách nào để mà giúp họ sư? Thì cũng chụp kêu nó chụp cái gì à, hỏi nó theo cái xác này. Dạ. Cũng khiến họ ở làm sao họ chết làm sao. Dạ. Tại trong cái khiến họ thì muốn cũng là nổi thế thì cho là tôi làm thầy. Dạ. Nếu mà không có làm thầy thì mình xin tay chụp trên tay gì nối cho tu học. Dạ. Con thấy là có những cái phần căn là họ theo họ quậy phá rồi những cái người gia chủ á, người ta không có làm ăn hay nãy kia được, thì lúc đó mình xử lý thì sao sư? Cái đó thì mình cúng người ta. Dạ. Cúng chỗ cũng đất là ở đó. Dạ. Cúng thế thật. Cũng như mấy cái khi âm không được đầu thai. Dạ. Theo đó, nó quậy trong cái đạo hoài. Dạ. Hết người này đau, tới người kia đau. Dạ. Còn ta không biết là thầy như bà này nọ nó bị ma bị quỷ mà cuối cùng mà đâu phải. Dạ. Cuối cùng là lại nhờ sư có ra vì cúng mà nó hết. Dạ.
Cũng không có gì hết trơn, thì bánh kẹo thôi, rồi áo phù hồn, rồi nhiêu đơn sơ Dạ. thì chú. Dạ là sư cũng đọc trì chú, nhưng mà con thấy trên mạng là có nhiều vị thầy ấy là cúng là phải đầy đủ mâm cỗ rồi này kia, chứ không phải như sư nói là cúng chỉ có bánh kẹo rồi Cái là đó nó là đơn tại mấy giản. ông thầy ông bày vẽ ra, Dạ. ông bày vẽ như mua con vịt con gà con này con kia cúng, Dạ. mà mình tu rồi mình có nhiều Phật cúng Dạ. bánh kẹo Dạ. không còn mắc gì cái địa ngục nó ngạ quỷ nữa. Dạ thì thưa sư chia sẻ là chỉ cúng cho những cái phần căn đó là đơn giản, ví dụ bánh kẹo đồ này kia là đồ đồ chay thôi đó. Trai Dạ còn giống như ý này con nói này là những vị thầy khác á, thì cúng đầy đủ mâm cỗ, ví dụ như là họ phải cúng đồ mặn á, gà ừ. vịt đồ này kia là linh đình luôn cho những cái phần căn. Cúng nhiều quá nó quậy trong gia đạo người ta. Dạ nhưng mà theo theo sư thì những cái phần căng lên mà đòi ăn mặn đòi ăn gà vịt vậy thì cái đó là có không sư? Cái đó thì cũng có một phần, Dạ một phần người ta tu cũng dạ một phần nó đòi ăn thôi, cái đó đó gì ngạ dạ như kiểu những người đó cái thì súng đạn nó mới đòi ăn mấy cái đó. dạ Còn cứ mần đây thì bánh kẹo rồi quần áo phù hồn rồi với đồ cháo trắng rồi đó cúng nó ăn rồi dạ hết. Thật ra giống như đa số mà sư nói đó là cúng về cái phần mà cô hồn anh binh rồi sư ha. Dạ còn những cái vong giống như là vong người trong gia tộc rồi cái đó thì mình xử lý sao sư ạ? Thì khuyên người ta Dạ nếu cái người này nhập vô là tên gì hồi đó chết thì sao bao nhiêu dạ tuổi chết cái gì bệnh gì dạ rồi theo 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 độ hay theo phái, dạ nếu độ thì mình cho nó ở ta độ trong gia đình ta, nếu phá thì mình xin về chùa dạ nhiều nối cơ cơ tu học. dạ mình có kèm theo kinh chú về để giúp những Có cái vong linh đó không sư? có chứ, Dạ chú chúng sanh để bi dạ chú chủ đề dạ điển hình vừa rồi như là sư cũng giúp một cái anh mà có người vợ bị bệnh đúng không Linh á? anh đúng có người vợ mà không may là Linh có chia sẻ là chỉ vì một chú chó vàng đó mà sư cũng có cúng để kêu là gọi là coi như là gọi những cái hồn đã mất của chị về. Mà hiện tại thì sức khỏe của chị là đang dần hồi phục lại á. Có nghĩa là sư là có cái pháp là kêu kêu hồn về. Đúng rồi. Hồi trước giờ thì có nhiều trường hợp vậy chưa sư hay có là có có bất tỉnh bất tỉnh đó sư? bất tỉnh như cái hồn thế giới rồi các cái hồn kia nó lẫn lộn nhau như tỷ cũng như mình 10 phần hồn 10 phần mình mà 6 phần của người ta còn có 4 phần của mình cũng như đợt rồi cũng cũng xích xích ảnh cái cũng cũng cậu kia cũng bị vậy đó mà cúng cái từ từ khỏe gì hết luôn rồi té xe Nhưng mà khi té xe thì quản quá là chết không anh nó cũng chết không đó nhưng mà sư lại thì cũng bài vẽ ơn cũng cũng bài cúng kiến này ơn cũng y tánh tẹo bộ đồ thế mà cơ là mình cúng nó cũng thế thân thế mạng mà thấy xui thấy rủi rồi coi nọ cũng gì ra bao nhiêu tuổi đó ở địa chỉ gì ấp gì đó ba hồn mấy gì Mình kêu ba kêu hồn đánh đúng tên tuổi rồi này kia là họ họ về lại. Trên cái con đường mà tu tập hồi trước giờ của sư cho đến nay thì trong cái quá trình mà sư tu đến nay vậy đó thì có
bị ảnh hưởng về từ phía gia đình gì không sư? Không. Dạ. Nghĩa là gia đình cũng cho phép sư là từ năm 10, 10, 17 tuổi, 16 tuổi là sư đã bắt đầu đi tu rồi. Dạ. Nhỏ là bệnh dữ lắm ạ, bị thành căng. Dạ. Con nghe nói cũng nhiều về cái việc mà hành căn á, thì giống như sư sư cũng có bị hành căn rồi, sư có thể kể lại một vài chi tiết hành căn để cho quý bà con mình hiểu hơn không sư? Hành trắng trong mình ba hồn gì bốn hồn khác, những kiểu con người mình nó say rượu vậy Dạ. nó lười hưởng thường xuyên, người muốn bệnh bệnh muốn đau đau nó hết hết rồi muốn ăn ăn Dạ. mà ai nói chuyện lớn tới quá cho mình không 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 không, không được thoải mái nữa, Dạ. nhưng mà ở trên là về cho mình á, Dạ. không có chịu người lớn tiếng. Dạ. Còn có những người hành căn đó là họ cứ đi lang thang ở ngoài đường, đi từ năm này tới tháng nọ là như thế nào sư? Cái đó là theo tôi thì tôi độ trì nó thuận tại vì cái thần kinh người ta Thần kinh sư thần ha. kinh. Dạ. Còn bây giờ nói bây giờ ông đã mặc xuống bây giờ thì nó khác hồi xưa nó hành dữ lắm. Dạ. Bây giờ thì lên ba hồn lên này ba hồn lên cái kia kinh này cái kinh nọ. Dạ. Cũng có người là có thể là mười mấy 20 năm không ăn cơm luôn là có gọi là hành căn không sư? Cái đó cũng cái hành căn một lẻ rồi cái hành kinh năm lẻ, cái phần gia đình ba không có tin tưởng đó. Dạ. Thì theo sư là cái phần hướng về cái thần kinh là nó nhiều, thì mình cũng nghĩ vậy. Đúng Đa rồi. số là những cái người mà đi đi lang thang mà bà con mình cho là hành căn á, thì họ có một chút gì đó về vấn đề về thần kinh đó, cũng cũng có phần căn nữa. Cái đó dạ, cái đó là người ta kêu bằng nghiệp đó sư ha. Dạ. Những cái nghiệp cũng như ông bà mình hồi đó mình gieo có gì Dạ. sao con cháu nó bị gì cả. Dạ. Vậy theo sư, nếu mà mình bị hành căn như vậy mà mình không có giống như là chấp hành theo, thì mình có bị nghiệp giống như những người đó không sư? Không chơi hồi đó thì không có gì đó, Dạ. chỉ một thì xuống sông leo nước, hai không thì ở trên nóc nhà Dạ. Là sư leo lên nóc nhà luôn. là hai Dạ. giò hai nghe kể đây là hai giò là câu cái cột cái đầu phòng xuống. Cái đó con cũng có nghe nói kiểu như là con dê nó đeo ở trên cái cây á sư, con có nghe nói. Dạ. Còn bây giờ thấy lên xuống rồi thấy mình không nói gì nó động chạm. Dạ. Nghĩa là giờ lên xuống là nó bình thường. Dạ. Theo thời hồi xưa nó hành dữ lắm, Dạ. không ấy vui thôi, không ấy thì cầm mình ha đầu đục nè Dạ. nó muốn ra cũng bình thường, nó có biết ra bẩm gì đó Dạ. Giống như là mình tự không tự ấy hành là mà. không ấy lấy cái miễn gặp gặp là máu cái đỏ vệ cho nên là muốn ra cũng bình thường. Dạ. Kiểu như hồi đợt đó anh em có chia sẻ một cái hoàn cảnh mà dùng đầu mà thiết đầu công đó, Dạ. chắc cái đó là cũng gọi là hành căn ha. Nó chưa có nhiều biết. Dạ. Thì trong khi mà ơn trên mà điểm về là sư là bây giờ là đi giúp bà con mình đó, là đi giải những cái phần căn. Cái linh hồn nên Dạ. dạy chủ. Dạ. Nhưng mà con thấy thì trên mạng bây giờ là có giải những cái phần căn qua các cái nền tảng mạng xã hội, thì theo sư như vậy là nó có linh nghiệm không sư? Cũng có một phần đó mình cũng cũng có một phần nó không có. Dạ. Có nghĩa là họ họ gọi điện qua lại á sư. Cái đó là không biết. Dạ. Nhưng mà ở đây là sư là phải phải gặp lại gặp trực tiếp sư là mới được sư ha. Con thấy là sư cũng đi đến tận nhà của bà con mình luôn.
Hay là mình có khi là mình nhầm thấy cái miếng đất chúng ta nó quá trời binh gia dông mình nó ở đó không vậy. Có khi gia đình không biết giá thỉnh mình đi đến cúng dùng. Mình về cúng rồi thì cũng như là nó im. Nên là trong thì trong cúng thì nó không có gì trơn rồi rồi cúng mình không có gì có mâm cơm cúng lần nào cũng cởi một mâm cúng ở ngoài cho mấy mấy cái dân đọc kiến thủy ra một phút một phút mài dạ chiêu mồ lạc má dạ ta cái quần áo đó thì cho các bạn. Nói chung là nghe sư kể nãy giờ thì con thấy là sư cúng là tất cả đều khác hơn những cái vị thầy mà trừ về việc giống gọi là trừ giống sư đó. Đó người ta gọi là thầy pháp, thầy bùa, thầy cúng khác rồi bị mình thầy sư tu rồi nó cúng đó. Nó có khác xanh. Sư tu thì sư ăn chay trường thì chỉ cúng đơn giản là bánh kẹo rồi thôi. Thì mình cũng nghĩ như vậy tại vì thường mình cúng những cái cu hò này đấy kia đó. Sư nói gì đơn sơ nghe cũng như mình cho đứa nhỏ nó lại nó xin tiền mình. Rồi mình không cho nó khóc và khóc quẩy. Mình cho được 1-2 đồng mới mua bánh kẹo ăn thì nó mừng rồi nó hết khóc. Để mình cho nhiều quá nó mua nhiều quá rồi nó mua đồ thì nó ăn nhiều quá. Mình không có tiền cho nó theo đồ hoài rồi quẩy. Cúng tại mình cúng heo cúng gà cúng vịt này nọ đó rồi nó theo hoài cúng theo hoài hay quẩy rồi theo mình không cúng được thứ đó đó rồi nó quẩy cho trong gia đạo người ta nghĩa là không có được ăn uống rồi thì kia thì quậy nó sẽ phải rồi Còn mình cúng những cái đồ chay là coi như là cho họ hướng về tu tập Phật pháp ha thưa sư ha. Thì sư bên đạo Phật là sư tất cả là đều hướng về đạo Phật hết. Nhưng mà những cái vong linh mà sau khi mà sư chụp đồ nãy kia đó thì những cái vong linh đó thì mình xử lý sao sư ạ? Mình gửi về chùa. Có dịp phải mới đi mới gì đúng gửi cho đúng anh. Cho nó học. Mình cho những cái vong linh đó đi học. Làm cho nó bài vị, cho bài vị, cho nó đặt cho nó tên. Thường là sư sẽ gửi những cái vong linh đó ở trên núi nào sư? Núi không cấm nhiều. Để vào những ngôi chùa ở trên đó hay sao? Gửi như trong chùa. Sư làm linh vị người ta. Có linh vị. Sư có thường lên trên núi cấm không sư? Ít lắm. Có việc không mới đi. Ở trên núi cấm thì con cũng có mấy lần lên trên đó, cũng có dịp gặp những vị mà về căn phòng ở trên chỗ địa mùa hông đó. Những cái vị đó lúc lúc mà về đó thì múa hát rồi ăn uống đồ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì theo sư là những cái đó là có nó có thật không sư ạ? Bị theo về cái phần căn nhiều á, nếu phần căn nó nhiều á nó nhiều ta ham vui cũng như mình đây mình cũng ham vui để mình muốn mua món đồ đó mình không mua được rồi nó bực bội và phải mua mà được thôi cũng vui được tự phần mấy cũng như mấy cái gì tại vì nó cái phần nhỏ cái người lớn người ta có gì vậy được nghề phải có chỗ ở đây. Xin nói là những cái vị mà lớn á, quan to chức trọng nào là không có về vậy. Những cái vị mà về vậy là những như cái ma vị đó, không được cái người đó trong dòng họ người đó. Nhập vô đó mà không được đầu thai. Mà tới đó thì lên khóc. Lên là ca múa hát rồi khóc trên đó. Tại vì có nhiều bà con mình nhầm lẫn là
những cái vị nhảy đó kêu bằng nắm ba cõi đồ này kia là những cái vị quan cao chức trọng rồi, nhưng mà sư hôm nay chia sẻ là tụi con mới ngộ nhận một điều là đúng giống như sư nói là những cái người quan to đồ là người ta phải có trình lễ đồ này kia nè, chống kèn đồ đàng hoàng. Dạ dạ, giống như một cái vị như vị châu sương đi đó, vị về một cái là cũng phải có chống kèn người cúng lễ đồ này kia là mới về được. Mười hai giờ phía à. Cái ngày mấy ông cả về 12 giờ phía à. Vậy là những cái người mà càng lớn là về là phải đúng giờ giấc hả sư? Phải hả? Dạ. Chứ không phải là cứ vô lên là, rồi vô là vô. Dạ. Cái đó là coi như là những người ở trong kiến họ của người đó về thôi hay sao, đúng không? Phải. Ở ngoài đâu có gì, đâu có bán được, trong kiến họ bán. Dạ. Rồi những mà con cũng có coi được một số đoạn là biết con hồn nó chết vui danh á, người nào người nó hạ nó nhẹ nó dí thì nó hạ vô đó thì nó phóng vô. Coi như một ngày lễ lớn thì những cái quan hồn đó đi đến đó chơi thì ai hạp thì phóng vô. Phải cũng như mình cũng vậy. Cũng như mấy cậu em cũng vậy nè. Có khi mình đi cái đoạn đường tới đoạn đường tự nhiên xuống sống mình dùng mình biết cái đó là có cái gì rồi. Có gì không? Có khi nào bị gì không? Có nhiều khi cũng có sự. Là mình theo tôi nói cho mấy cậu nghe ha. Nói YouTube luôn ha. Cũng mấy cậu cũng ăn trên theo mấy cậu à. Có người chú hay người bác ở đó cũng đi lính á. Cũng cái góc gác ông bà mình cũng cái chức làm thầy. Cũng tí cái người này cũng về làm cái nghiệp này, làm cái nghề này. Cái người khác là cái nghề khác, cũng cái nghề nọ là cái nghề nọ. Nhiều khi thì do hai ba đời trước của mình là cũng có giống như thầy chia sẻ vậy đó. Là gốc gác mình cũng có làm thầy rồi, hồi xưa thì làm thầy rồi đấy kia là nhiều lắm. Vùng thầy phố cung thầy. Giờ mình hậu sanh này. Nó có biết cái trước được hay là trước rồi. Như mấy ông cái vị thầy ra vị sư ta bây giờ thấy nó biết. Xưa cho con hỏi thêm một vấn đề này về cái vấn đề mà bùa ngải đồ nãy kia nó sư, thì cái đó là mình cũng có gỡ để mà giúp bà con mình không sư? Cái bùa ngải thì sư không biết chủ đó, vậy thì sư mình nghĩ anh trên tam bảo hoặc có một thầy cái đó thôi. Bùa ngải không biết cái đó. Giống như bình sư là khác hoàn toàn với những vị khác, là không có quan tâm tới vấn đề bùa ngải hay nãy kia. Cũng như mình ngốc qua lấy nước mình đọc cái chú à. Nhất trái đông phương, nhì trái tây phương, tam trái cung các cõi. Tứ trái cái tên họ của người đó đó. Có cái dòng có gì nào theo phá thấy người đó. Ngu tha nó đi. Bữa nay tao mới ăn năn hoa, ăn năn này. Theo thật pháp rồi. Nhiều quay đầu trở trở nhiều Phật ấy. Mình đọc có bài quy chúng ta, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tự động cái người đó người bệnh này nó ốc luôn. Thì theo sư thì những sư đi giúp những cái phần trăng rồi đó thì là sư chỉ giống như tụng kinh rồi này kia nè đó, bùa chú rồi sư rồi chịu thua không biết. Coi như là sư tụng kinh cũng như là phiên giải cái dòng đó đi tu đó. Rồi những cái dòng nào có khi mà mình phiên không nghe thì sao sư? Phiên nghe đó. Từ xuống xuất sư là mình chưa có bằng cái ta nào trở ngại. Nói chung là sư bắt là dính hả sư ạ? Từ hồi đó giờ là sư có nhớ được là sư đã giúp được bao nhiêu cái người bị căng vô chưa?
Ừ, giờ tính ra mấy ngàn nữa. mấy Rồi, ngàn mấy ngàn mấy nữa rồi. ngàn trời Bị các tỉnh mà. Dạ. Không biết là trong cái quá trình mà Mà hồi xưa về đây hồi xưa không có làm với hồi xưa sư khỏe mà tao đi ngoài á Dạ. một ngày bệnh một ngày bệnh. Dạ. Vậy là xưa là sư đã nổi tiếng ngoài Tà Niên ngoài đó rồi. Dạ. Nhưng mà trong cái quá trình mà sư bắt những cái vong đó thì có lần nào mà xô xước rồi cái vong nó đi theo sư để nói về phá thì không phá nhưng mà giống như theo sư mà sư biết không được không sư? Biết á, Dạ. là theo về đây để tu hay là theo về để làm Theo gì? theo theo giúp 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 bệnh ta. À Nghe đi theo phò phò sư luôn. dạ Dạ. Trong số những cái vong đó thì có vong nào vong nữ không sư? tùm lắm mà Dạ, nhiều quá, nhiều khi giờ nhớ là nhớ cũng không nổi hả sư không ha. nổi. Dạ. Giống như đại khái vừa rồi á thì sư giúp vợ của anh đúng đó. Dạ Thì cái đó là đợt đó đó chỉ mình cứu bệnh thôi, mình dạ cứu căn không 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 cứu số cái số rồi đi. dạ nhưng mà cái chị đó là bác sĩ đã chạy rồi nhưng mà con hơi thắc mắc một điều là chị đó hiện tại nằm như vậy đó, thì liệu cái hồn là của phải của chị không, không sư à? Cái hồn mà nó ra cái tùm lum, cái Dạ. hồn mà hồn tôi kiếm họ ta. Dạ. Dạ. 10 năm trả nghiệp mà chưa hồi đó ra cái gì sao rồi 10 năm mới trả nghiệp, Dạ. cũng như mình đầu thai cũng như hồi đó cũng như mình đầu thai đúng 3 năm, nằm trả nghiệp 3 năm rồi đúng 3 năm mà đi bỏ xác ra đi. Dạ. Nói chung là đa số là Thì cũng như nó đang trên có tiền thì còn sống mà hết tiền thì chết á, nó bị dạ cái phần nằm đó là không thuốc me này nọ với nhầm người đó. dạ chỉ nằm đó là giờ là phải có thuốc men rồi dữ lắm á. Câu chuyện mình nói tí nó tới mấy cái người khác Dạ. đó. Cũng người sư mới đi cúng cái ông cụ 75 tuổi, rồi ông cúng rồi xong rồi ông tôi kêu trong gia đình với gia đình canh giờ tới 11 giờ kia ông cụ rồi ông tắt hơi đó, Dạ. 11 giờ tắt hơi đi mất cho mỗi nay Dạ. đêm 28 mà sư xuống tôi cúng cúng rồi kia đi. Dạ. Thì ba cái ổng thì ổng chết rồi, có người con khóc kêu lại thằng vợ nó hồi như lại ba cái dông mình nó bỏ theo. Dạ. Về cái vấn đề sư vừa nói là hồi cách đây lúc mà nhỏ nhỏ con cũng thường nghe ông bà nói á là khi những người mà kêu bằng sắp đi rồi đó là gia đình con cái khóc đó là bắt đầu sống dậy Đó là sống dậy gọi là phải nhờ thầy tới. hầu như Dạ. Vậy là những cái hồn của họ là không phải sư ha, vậy là họ mượn mượn thân xác họ. ai cũng như nhà sạch mình được leo. Dạ. Dạ. Cũng có những trường hợp là Còn còn có có việc khi tái nhiễm hả sư? sư đi cúng bệnh ra đó, có khi buông đồ ăn tô cho ăn cơm bằng tô to, Trời ơi. có khi đồ ăn ăn đồ sống luôn. Trời Dạ. ơi. Dạ. Mà sư lại tới khi coi thì sư cúng cái người này chết trước chết rồi là nửa tháng trước rồi. Nếu mà người này chết đó phải nhắc cái hồn tôi sẵn lên có gì lưỡi miệng Dạ. bắt đầu sư cúng rồi bánh kẹo của hồn á cũng nó ra cái dòng nó ra ngoài ăn buông cái xác cái người đó lại
con cá là người ta lo liệu. Dạ. Bắt đầu xuất ra cá thú nực nọng á, dầu tửa luôn. Thiên để vô hồn đi. Dạ. Mình nó chết trong đời nào cũng mày nhập vô. Dạ. Nước da nhìn thấy ghê lắm, nhập vô. Nó sinh con quỷ một năm. Con quỷ này người ta nói, người ta kể lại là giấc chiều một phút trời nó hiện hình, nó đi ngày già ở ngoài đường không có thì nó quậy cái xóm này lộn, quậy cái xóm lộn. Tức là nó hiện hình ra cho bà con mình thấy luôn. Dạ. Sư cúng cho ông cụ kia mới cho bữa nay. Dạ. Tối lại mới sư mới về làm thương hiệu. Nói ông sư ông cứu ông cái ông này chi để theo nó báo ông thời gian đó. Mà nó hẹn nó bữa mùng mùng năm á, rồi nó bỏ xác rồi hỏng ra. À vậy là người nhà chưa có tìm tới sư luôn, nhưng mà sư đã nằm. Có sư đang cúng á. À sư đang cúng. Dạ. Thì sư qua bên cái nhà con á. Dạ. Nằm chưa. Dạ. Tối á, 9 giờ sư qua, sư nghĩ mới vừa nằm thân thiểu à. Tối. Dạ. Qua sư biết gì. Dạ. Nhưng là lúc đó là nói chuyện dân dẫn bên tay của sư luôn. Thấy đứa cái giò nó nói gì. Dạ. Vậy là tới bữa mùng mùng năm là nó tự động trả lại hả sư? Trả thì sao mà cứu mẹ rồi. À. Dạ. Là mới đây luôn, cái sự việc mới đây luôn. Mới cho mới đây nè, không còn bệnh mới cũng thở, thành trị. Dạ. Thì cứ ông nằm, ông thở, hô hấp hoài. Dạ. Chết không chết, mà sống không nằm chết. Nó mà chỉ còn hơi thở thôi. Dạ. Nếu mà làm người á thì sẽ đi cúng tay làm người á thì rồi ăn. Dạ. Bắt đầu bằng ngày thì đi, muốn bằng ngày thì nằm bên tiếp, bằng đêm mình đi. Dạ. Mình thấy rồi thì tự nhiên cái người đó nó ngã xỉu đó, thì ăn giường. Sư ơi, thì hôm nay anh em con cũng có duyên á, cuộc trò chuyện với sư, thì sư cũng cho anh em con biết những cái điều hồi trước giờ anh em con hơi thắc mắc đó. Thì nếu giống như có vị nào mà cần đến sư giúp đỡ rồi đó, thì sư có ngại về cái vấn đề mà mình chia sẻ thông tin lên để cho bà con mình liên hệ sư không sư? Đó thì tốt gì đâu. Dạ, vậy thì tí nữa thì anh em con sẽ xin phép sư để cái số điện thoại của sư lên trên cái màn hình video. Dạ. Thì có vị nào mà cần thắc mắc về những cái vấn đề tâm linh đó, hoặc dạ, là trong gia chủ mình có vấn đề gì thì có thể liên hệ. Dạ, có thể giống như là để trò chuyện trực tiếp với lại sư luôn, chứ nhiều khi thì sư liên hệ giờ, tụi con là tụi con liên hệ sư nữa, cái thì nó hơi lâu. Sư ẩn này ít giờ có làm, thấy dữ lắm mà mới làm. Dạ. Thì giống như có những cô chú nào thắc mắc về cái việc mà tâm linh hoặc là cúng kiến rồi trong gia đình mà không biết, có thắc mắc rồi đó, thì có thể liên hệ trực tiếp với lại sư để sư cũng có thể giúp cho bà con mình, cũng giải đáp thắc mắc cho bà con mình. Dạ. Thì anh em con cũng cảm ơn sư rất là nhiều. Con chúc cho sư sức khỏe rồi trên con đường tu tập thì lúc nào cũng được thuận lợi sẽ ha. Dạ. Thì nên mình cũng sẽ được kết thúc video. Dạ. Mọi người. Dạ. Dạ.